À, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì Hiếu đang ở cái vườn dâu của cái anh khách hàng hôm bữa mà Hiếu có làm một cái video phần 1 là cái hành trình giải cứu vườn dâu tay gần như không thể phục hồi với mọi người. Thì hôm nay thì sau 1 tuần mình qua thì mình thấy nó có những cái hiệu quả đã rõ rệt luôn. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem. Những bạn nào mà xem cái clip đầu của Hiếu á, cái clip phần 1 á, thì có thể thấy là cái cây bình trị rất là nặng. Nhưng bây giờ mọi người có thể nhìn những cái lá non nó mới ra này nha mọi người. Đó, những cái lá non nó mới ra này là nó không còn trị nữa nha. Ví dụ như cái cây đây đi, các bạn thấy không, những cái lá cũ của nó này đó, bạn thấy những cái lá cũ không, đen, và cái lá mới này đó, nó không còn một cái triệu chứng nào trị nữa. Đây, bên đây cũng tương tự như vậy đó, lá cũ và lá mới đó. Đó, tất cả những cái cây đó đều như vậy. Thì bạn nào mà coi phần 1 có thể thấy cái trị nặng đến mức độ như thế nào mà mình chỉ phun một lần, và hôm qua mình mới phun nhắc lại thêm một lần nữa mà hiện tại nó đã hết rồi nha mọi người. Đó là cái tác dụng của cái việc phun đúng thuốc và đúng thời điểm và đúng liều lượng thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất là tốt đó. Hầu như cây nào cũng vậy, cái lá ra là đã không còn trị nữa. Thì phần 1 mình đã nói rồi, khi mà điều trị một cái vườn mà bị như thế này á thì chúng ta sẽ ưu tiên đầu tiên là tiêu diệt con bọ trị trước. Thì bây giờ bọ trị đã xong rồi á thì chúng ta sẽ tới bước thứ hai là phục hồi cây, có nghĩa là chúng ta sẽ tăng cái hàm lượng dinh dưỡng lên cho nó. Thì hôm bữa thì cái anh khách của mình thì anh để cái hàm lượng dinh dưỡng là 0.7, bữa mình cũng có đo cho mọi người trực tiếp thấy đó, thì mình cũng đã điều chỉnh lại phân và tăng lên 1.4. Thì một tuần nay thì mình cũng không có phun phân bón lá tại vì mình đang tập trung vào diệt trĩ, cho nên là hôm nay thì các bạn có thể thấy là ở những cái lá non nó đang có cái nước nước đây này nha mọi người. Đó, mọi người có thấy đó là mình mới phun phân bón lá cho nó. Và cái phân ở đây mình dùng là cái phân đạm cá nha mọi người. Cái phân đạm cá thì là cái phân hữu cơ nên là nó khá là lành tính và nó cũng khá là tốt cho cây. Thì liều lượng mình phun là 20 ml đạm cá cho bình 25 lít. Thông thường thì 20 lít cho 20 ml, nhưng mà do là cái vườn này cây nó còn yếu cho nên mình sẽ giảm bớt cái lượng phân bón lá xuống, nghĩa là mình chỉ phun 20 ml cho 25 lít luôn nha. Thì các bạn cùng chờ xem thử coi là khoảng 7 ngày sau, thì hôm bữa mình đã nói là mình sẽ làm một tuần ở à, lộn một tháng, mình làm một tháng để xem thử coi mình có thể hồi phục được cái vườn này hay không. Thì bây giờ đã qua 7 ngày rồi thì cái bước đầu tiên là diệt trĩ là mình đã thành công rồi nha các bạn. Đây các bạn có thể xem đó, cái bước diệt trĩ là đã thành công rồi. Nhưng các bạn có thể thấy những cái lá ở đây rất là vàng đúng không ạ, nó vàng nó không xanh, tại do là nó thiếu chất dinh dưỡng đó mọi người. Thì bây giờ cái bước thứ hai là mình sẽ kéo cây phục hồi cây từ suy dinh dưỡng để kéo nó về phục hồi lại nha. Thì trong vòng khoảng chừng cái bước này thì nó hơi hơi lâu, tại vì cây mà để phục hồi thì nó cũng tương đối là dài, chắc cũng khoảng tầm 15 tới 20 ngày. Thì mình cũng mỗi tuần cứ 7 ngày là mình sẽ làm một cái clip. Thì mình cũng mỗi clip là mình cũng nói luôn là trong cái tuần đó mình làm những cái gì, để những bạn nào mà cũng chẳng may gặp những cái trường hợp như thế này thì có thể xem của mình và làm theo mình nha. Thì hôm bữa mình nói rồi, mình nói lại, clip 1 á là mình sẽ tiêu diệt trĩ trước đúng không ạ, và khâu khi diệt trĩ xong một tuần sau thì mình sẽ tăng tăng lượng phân cho nó bằng hai hình thức. Hình thức thứ nhất là chúng ta sẽ phun qua phân bón lá, và hình thức thứ hai đó là chúng ta sẽ bổ sung vào gốc. Thì hôm nay thì mình chỉ bổ sung phun qua phân bón lá thôi. Thì cái clip sau chắc là mình sẽ làm cái hình thức bỏ phân vào gốc. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh nha để theo dõi tiếp cái phần 3 là mình sẽ bỏ phân như thế nào. Mình cũng quay trực tiếp luôn cho mọi người xem. Còn hôm nay là mình phun phân đạm cá 20 ml cho một bình 25 lít. Đó, phun đều tán lá nha mọi người. Đó, thì mọi người cùng theo dõi, cùng đồng hành cùng Hiếu để cùng Hiếu xem thử là có hồi phục được cái vườn này không nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.